Xin chào các bạn, mình là Dương Trần. Hôm nay mình quay clip về Hi Kun này. Cứ để tôi đi đóng là được thôi. À, đó là bạn tôi để lại. Mình cho xe cái này. Mình tải trò này cách đây được 2 ngày á. Mình mới chơi trò này nên mình cũng vẫn chưa quen lắm, mong các bạn thông cảm. Xe này rất là yếu. Dê tôi đang được xanh tí đi xăng. Chứ rồi xe của tôi rất là yếu, tôi sợ xe không lên được dốc. Lần này tôi sẽ đoán không bao giờ lên được dốc rồi. Ta thua. Tôi không thể đi nổi vì tôi đã xong. Xe tôi rất là yếu luôn. Nhớ gọi nha. Cảm ơn cô. Được rồi. Trên địa bàn này. Đủ thông tin rồi đó. Được rồi. Anh nhớ gọi cho tôi nha. Cảm ơn. Gặp lại cô, tôi rất vui lắm. Tạm biệt cô. Cô đi thông thả. Tạm biệt. Được rồi. Tạm biệt cô. Cô về nha. Để chào anh. Cô về trước nha. Tạm biệt. Xe ô tô này rất là đẹp. Cái người lái ở trong lái rất là gà vì tội cái đổ xe phát là ông này chết. Nên tôi rất ghét cái ông này. Động tí là ông này sủa khóc. Chết. Tôi sẽ phải vượt qua cái bàn 600 này. Chú không có thấy. Chú mới thấy cái này thôi. Chết rồi, không lên dốc. Lên được, lên được. Ai đó? Ờ, anh em. Nhà này có những con chó nào lâm vào trong nước hay không? Lần lại cho nước đó. Nãy tôi mới lên được cái dông. Ờ, chú chỉ thấy con chó của tôi đang lẫm bên kia được kìa. Chị nào chú? Chị nói. Ờ, ra ngoài đấy. Nhận đi. Chết. Tôi đúng ngay rồi. Tôi giống như một người đàn ông lý tưởng luôn đó chị ơi. Tôi đã thấy điều đó từ rất lâu rồi. Anh ấy cũng đã ngỏ ý với chị rồi. Thì chị không mau dẫn lời người ta đi chứ. Nhưng mà như một cách thầm lặng và trong mọi hoàn cảnh anh ấy sẽ luôn bên chị. Vậy bây giờ chị định chọn ai đây chứ? Là Mơ Mát hay là Chơ Rôn? Chờ tôi đến đây kết thúc. Chào các bạn hãy ấn like và đăng ký mình nhé.